chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hồng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hồng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế Louis có đoạn hai đoạn rất là dài, và bộ này có giá đang được tri ân là từ 300 triệu còn giảm còn xuống 229 triệu. À, bộ bàn ghế này là bộ Louis có rất là nhiều thứ, ví dụ như là hai đoạn, một bộ bàn ghế mà hai đoạn thế này rất là hiếm có. Hai nữa là ba cái ghế và một cái bàn, cũng như là có ba cái đôn trên kia còn bốn đôn. Thì đây là một bộ mà rất là đẹp, quý, mẫu kiểu dáng thì sang trọng. Cái bộ bàn ghế này thì quý khách có thể đặt để ở trong các ngôi nhà rộng. Nếu như mà nhà quý khách mà có sảnh thật là rộng thì quý khách hãy lưu ý những cái bộ bàn ghế như này. Nó rất là chất lượng cũng như là đẹp, và kiểu dáng thì vô cùng là sang trọng. Và với kích thước là hai cái đi văng, mà đi văng của nó thì vô cùng là to, dài. Ngọc có thể cho mẹ cái kích thước của cái đi văng được không? Với lại ba cái ghế là 1, 2, 3 cái ghế và một cái bàn, với lại 4 cái đôn, khi mà đặt để trong ngôi nhà quý khách thì nó sẽ kê vừa khoảng tầm 40m2, 30m2. Và với giá 229 triệu nó rất là đẹp và quý. Và hai cái đoạn này thì có kích thước là 2m30 x 60 x 42, bàn là 1m75 x 106 x 61, ghế là 62 x 60 x 42, đôn cao là 60 x 48 x 61 và đôn thấp là 48 x 48 x 42. Đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp, quý của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, và được tất cả những người nghệ nhân họ làm bằng tay, đục rất là dày dặn và trau chuốt, cẩn thận, tỉ mỉ. Và rất là nhiều thứ. Nếu mà nhà quý khách mà nhà thật là rộng thì đây là một trong những bộ vừa đẹp, vừa quý, vừa sang, và giá cả cũng hợp lý. 219 triệu mà với 229 triệu đúng không? 229 triệu mà với hai cái đi văng và ba cái ghế với lại 4 cái đôn thì nó sẽ rất là ngồi thoải mái, có thể để ở trong phòng khách, phòng khánh tiết, hay là kể cả là cơ quan nhà nước thì kê bộ này cũng rất là đẹp và quý. Đây là một trong những cái bộ mà ngày xưa là công ty đã nhận hàng đặt của người Trung Quốc, mẫu này về bỏ chài. Hướng Mai cùng Ngọc Anh giới thiệu với quý khách bộ bàn ghế này với kích thước cũng như là dài rộng như vậy, và cái diện tích kê thì khoảng tầm 30-40m2, và với số lượng ghế thì là hai đi văng một đoạn, hai đi văng và một bàn, ba chiếc ghế và bốn cái đôn. Với một bộ bàn ghế như thế này thì nó rất là đẹp và cẩn thận chắc chắn. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Xin trân trọng cảm ơn. Khi nào mà hết dịch, mời quý khách hãy tham quan đến Hướng Mai Center và đến tầng 5. Khi mà ưng cái bộ này ở trên YouTube rồi thì quý khách sẽ đến tận nơi, hoặc nếu mà quý khách tin tưởng cũng có thể gọi điện thoại theo số 0972514668 để được tư vấn, hoặc là nếu mà tin tưởng có thể mua sắm trực tiếp. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin gửi niềm lành lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách có nhận được những điều tốt đẹp nhất như là sức khỏe này, bình an, rồi có được nhiều các cái năng lượng tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.